Rồi rồi rồi, hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là Tiểu Tử Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Chúng em vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn đã qua bốc kệ gì chưa? Nếu chưa ghé shop nha, shop mình có để phần mô tả nha, mình phần bình luận, anh em mới qua shop cũng phải có nạc nha. Bên shop hiện giờ đang ưu đãi giảm giá rất là nhiều, từ 20-40% tất cả ạc. Đấy, anh em nào cũng nhiều muốn sở hữu ạc tốt thì hẹn Facebook mình nha. Nếu không kích được vào shop thì liên hệ với Facebook mình để có thể mua ạc nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, trước khi bắt trở lại video ngày hôm nay thì chúc anh em một buổi sáng vui vẻ, ăn cơm miệng và xem video mình cái vẻ thoải mái nhất. Ok, quay trở lại video này hôm nay. Đầu tiên trước khi vào video hôm nay thì có một quả mù, không biết là sự thật hay là giả hay là như thế nào thì mình chưa có một thông tin rõ ràng hay chính xác. Nên chỉ nói là đây là một thông tin gọi là tung quả mù có thể từ bên game. Nhưng mà dù đúng hay sai thì nếu mà nó là sự thật thì rất là ngon luôn. Theo thông tin mình được biết thì rất là nhiều anh em đang bảo ở phía tuần sau sẽ có Root X10 Raikoura nó sẽ trở lại mọi người. Lần đầu tiên Raikoura sẽ trở lại ở phiên bản Root X10 nhá. Anh em đã sẵn sàng chưa? Tích kim cương đi à vừa. Đấy, tuần sau sẽ có X10 Raikoura. Lâu lắm rồi mọi người, mình nhớ tích từ tháng 4 cái năm kia thì phải. Đến bây giờ mới là lần trở lại đầu tiên của Raikoura ở phiên bản X10 mọi người nhá. Tiếc cái con hàng VIP không của mình vừa mới tiêu phí mất rồi anh em. Bây giờ còn thiếu lạng lắm, không tích kịp rồi. Đó thì anh em nào chưa tích thì nhanh tay mà tích kim cương đi, còn chần chừ gì nữa. Đấy, tích kim cương để rút X10 Raikoura nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Còn đâu anh em thông tin chi tiết thì cứ comment dưới video nhá. Còn đâu mình thì chưa biết rõ ràng, nhưng mà theo được thông tin rất là nhiều trên diễn đàn cũng như một vài nhóm chat thì anh em thông báo là tuần sau ngày giờ cụ thể chưa có. Đó, và hôm nay là thứ hai rồi, thì biết là có phải tuần này không hay là tuần sau nữa. Thì anh em cứ tích đẹp vừa, nói chung là cứ tích nha. Ok, giờ thì video ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục combo tiêu phí nhá mọi người nhá. Nhưng mà tiêu phí thì hôm nay chắc không đi tiêu phí linh tinh, anh em mình sẽ tiêu phí con nạc này. Sau đó mình sẽ nâng cấp qua lực chiến và sẽ test bet anh em. Đấy, chào mừng cháu Hoppa của mình chính thức đạt 9m lực chiến. Ok, giờ thì cũng không dài dòng nhiều làm gì, mình sẽ bắt đầu tiêu phí thôi. Đấy, tiêu phí để nâng cấp lực chiến luôn cho bọn nó anh em. Update lực chiến nào. Hôm nay thiếu rất lực anh em, nên là chắc phải mua full hết cái đồ này. Nó cho bao nhiêu thì cứ phải mua anh em. Rồi 1k2 rồi, 1k6. Ủa về đủ rồi, đâu nữa. 1k6 thiếu 600 nữa chứ mày. 1k6 tiêu 600 nó đủ quay lại lên cấp anh em, lại lên never. Đúng rồi đúng không? Rồi 1k6 này là đủ rồi anh em. Ôi, uống hết hơn 2k kim cương rồi, cá thế. Đây rồi anh em, tiêu phí full rồi, lại làm bộ đá truyền nữa. Rồi lại làm nhẹ bộ đá truyền nữa mọi người. Ok nha. Ok, giờ thì ra dùng tài nguyên để nâng cấp con ạc này anh em. Đấy, hôm nay sẽ dùng tài nguyên để nâng cấp con ạc này coi nào. Ha, đây còn 200 kim cương này, dùng luôn cho nó đỡ buồn mọi người. Vừa mất đống kim cương rồi, dùng luôn cho đỡ buồn. Xem mà có gì ngon không. Thường siêu cấp thì thôi bỏ đi. Đạo cụ đeo, mạnh quay. Mạnh ơi, chất cộng 4 luôn kìa, bữa con nào VIP không mình mở được cái đấy thì ngon rồi. Nhìn mà xót xa ghê. Xem nào, Rotom. Tiếp tục nào anh em, mở quà nào. Mở hết quà luôn anh em. Mở hết quà ra luôn nào. Rồi, đầu tiên hôm nay chắc chắn là phải nâng cấp cho Ma Sát Đao anh em, quên nộn. Đây. Bên này đủ chưa? Bữa thiếu mà, bữa thêm tí, hôm nay chắc là đủ. Uầy, vẫn thiếu à? Hèm đen quá. Thôi bỏ đi vậy, không đủ thôi. Hoppa huấn luyện nhá. Lâu ngày gộp cho Hoppa phát anh em. Ui, 44k lực chiến mọi người. Ồ, thiếu tí là lên này. Rồi thôi bỏ đi anh em, bỏ đi. Xem nào còn gì nữa không. Còn gì nữa không nào.
Hơn 500 thẻ đột phá kìa. Cứ từ từ đã mọi người. Cứ từ từ đã, cứ bình tĩnh. Nói hả? Có nói khả mới à? Có nói khả mới thì anh em khả ngay. Thu hồi cái. Rồi. Bó đài nó vẫn hiện sáng nhỉ. Thiên phú lại hơn 500 điểm rồi anh em. Hôm bữa đang điêu dở cái dòng crit đúng không? Đâu? Hệ siêu chứ, hôm bữa đang điêu dở cái dòng hệ siêu. Hôm bữa đang điêu dở cái dòng hệ siêu anh em. Uấy, đã hết rồi. Uầy, lần tốn tài nguyên cực kỳ luôn. Vòng tay Z nào. Này này, B20 không? Không đâu anh em, 400 điểm không đủ lên. Còn gì nữa không ta? Hình như là hết rồi. Ok. Giờ thì để xem nào, đi test gì giờ ta. PK lên server thôi. Đi charm đi mọi người, lâu lắm rồi không đi charm hoàng này anh em. Đấy, hôm nay đều lâu là ngày mang đi test charm 1-2 ván mọi người. Hôm nay như cũng mùa 2 rồi anh em, đầu charm mùa mới rồi, làm vài trò ăn charm luôn. Được đấy. Mà quên vấn đề event đầu tiên anh em xem với phần comment nhá. Ủa sợ mới vào gặp mấy úp gió này, 50 mấy triệu được chiến ngang tầm rồi, phê rồi. Đúng lâu ngày không test arc rồi anh em, đấy, có bạn để test luôn. Chỗ mình thì đang mưa báo luôn, không biết chỗ anh em có mưa không, chứ chỗ mình thì đang mưa rất là báo luôn mọi người nhá. Rồi xong mình dùng Sakin rồi. Nó sợ, điều nó sợ nhất đây rồi, dùng Sakin rồi anh em. Búc lên nào. Đúng rồi, hay lắm, búc tiếp. Rồi, tuyệt vời. Ok, đội bạn đánh mình phát này nữa là win rồi anh em. Hoppa lên 9 triệu rồi anh, nó cũng phê hơn hẳn. Đấy, thông số Hoppa đây. 56k cờ speed, 900k crit rồi. Ủa bị nó lại bị mất ulti rồi anh em. Ui, những đồ bạn giật combo rồi, sắp mặt rồi. Quả này lại sắp mặt rồi. Đồ bạn vừa tung quả mù giảm cờ, giảm chỉ số lộ của ta xuống anh em. Căng thẳng. Úi giời, đau. Đây bắt đầu đợt combo này. Đấy, nhìn này, bắt đầu đợt combo, nhìn thấy anh em, 3 lượt, 1 phát. Phát số 2. Rồi, combo đẩy lần thứ 3 đây. Combo đẩy thuyền anh em, phát cuối này. Đấy, mất một cháu rồi. Thầy ơi, tạm biệt đội bạn anh em, đánh thế nãy giờ được rồi, nhảy quá đây. Nhảy quá mức cho phép luôn. Ui. Được 6 phát kho báu, cái này chắc máy quét bị lỗi à, chắc bị lag anh em, máy quét bị lag giờ nó mới ra đấy. Đấy, tem xoay thử kết hợp mới mọi người nhá. Đấy, các bạn nhìn cũng thể thấy rồi. Đấy, bao gồm có PR, Masadao. Đây, PR sẽ book cho Masadao này. Đấy, tăng 100% lực skill mọi người. Giờ đấm con DNC phát xem. Xong cứ đấm một cái nào, đấm một cái thôi, yêu thương nhau cái thôi mà, làm gì mà căng vậy bội bạn. Làm sao mà căng thẳng vậy. Này lại vào đầu mùa giải mới rồi anh em. Ui. À đâu, có 13 triệu anh em lại win rồi. Mình nhìn nhầm lại tưởng bác này 130 mấy triệu nữa lại sắp mặt. Ôi thì lá nước tí anh em. Đấy, cho hai con này nó giật kill phát lâu rồi, chưa cho mấy cháu nó xuất kill. Tiếp tục lần thứ hai. Bạn này có 13 mét thôi mà. Uầy, cam hồ luôn à. Căng nhờ. Uầy, bút. Tăng uy lực skill, tăng deep ARM anh em. Rồi, PR đó bạn bút này. Bút phát đi. Nhắc mới nhớ mình sẽ đi đổi skin cho cháu Masadao đó anh em.
Rồi đội bạn chịu thua rồi. Có kêu cho cháu Masada anh em. Cái này để bên đấy kêu hệ ác nó sẽ ngon hơn. Đấy, mình vẫn thích kêu lộ long cước đi hơn. Rồi. Tiếp tục trận tiếp theo. 35m à, được đấy. Gần hết giờ rồi anh em, 4 phút nữa thôi là hết giờ cham rồi. Tranh thủ bắt đến hết giờ thôi nhá. Bao nhiêu trận được nhá. Mình cũng không để ý lắm nên là thành ra bây giờ mới NG như vậy. Phá bằng bay màu thì thôi anh em, phá bằng bay màu thôi. Boss này. Này thì boss này, boss này hạ luôn. Mấy 18 triệu. Ui. Tem BY kìa anh em. BY kìa. Ấy, BY đấy. Thấy các bạn thấy chưa? BY đấy. Chuẩn bị đấm con quái phát nha. Buồn thật sự luôn đấy. Giao lưu nhau tí thôi mà làm gì căng vậy? Sao đội bạn không múc mình phát để mình múc đội bạn lại phát nhỉ? Nó vui, đang giao lưu hay. Rồi, tiếp tục. Encovi à? Này Encovi à? Băng này lại win rồi, gặp băng này thì solo vui thôi anh em. Đấy, solo cho nó vui thôi. Tiếp tục. Nào để cho Masada đánh phát nào. Đấy, tội nghiệp đứng nãy giờ. Em đứng đây từ nãy đến giờ chỉ đợi đánh một cái thôi mà. Đội bạn làm gì căng đấy. Uầy. Để cho em nó đấm một cái thôi cho nó cuộc đời nó ý nghĩa chứ. Ui 85 hit. Ui gặp top rồi anh em. Tại Ultra Sunmon nữa thôi thì nghỉ tắt điện toàn thành phố anh em. Lại lag với cả Ultra nữa thôi thì tắt điện toàn thành phố. Lag với cả Ultra nữa thôi mệt lắm. Hit GT. Cuối giờ top ơi, làm việc nhanh nhanh cái, anh em giao lưu thôi chứ đừng câu giờ. Mình đừng làm như vậy chứ bạn, chúng ta là người lớn rồi, sống có ý thức dần đi chứ. Lịch sự bạn ơi, ngồi đánh đi. Phát combo ulti đầu tiên của Hoppa. Tung vào mục đầu tiên. Rồi không bay màu nữa nào luôn. Mình cảm thấy lo lắng rồi anh em. Giật ulti luôn. Ui căng nhờ. Rồi pha combo ulti thai anh em. Không ăn được nữa thôi là mình bị bay màu đấy. Rồi con boss này nó vá cho Hoppa bay màu rồi anh em. Này vẫy tay xin chào. Ui treo à. Như này không nhầm là đội bạn đang treo anh em. Nhìn là thấy như này đội bạn đang treo này. Chứ nếu đánh là Hoppa mình bay màu rồi. Giật ulti luôn. Chưa nhìn được tới boss nó đánh như nào là biết ngay anh em. Quả này mà boss ulti thì chứng tỏ là đang treo anh em. Đấy, thú vị thật sự. Thú vị thật sự luôn. Nhây à, đang đánh nhây vui mình à. Hay đang treo vậy. Nghi đang treo quá. Nhìn kiểu này giống treo hơn anh em. Treo mà đánh thì đánh anh em. Bắt bằng chết thôi. Thôi dích của mình hai con bộ đôi lạt đã đạt chót bộ này xong. Lần này xong là bay màu rồi.
Thôi. Không đánh nữa mọi người. Thua rồi. Hết giờ charm luôn rồi. À, tiện nói luôn cho nhiều anh em mới chơi biết nhá. Giờ charm nó sẽ bắt đầu từ chiều là từ 5 giờ đến 7 giờ chiều, nó trưa là từ 11 giờ đến 2 giờ chiều đúng không? Mình nhớ phải không? Ờ như vậy thì mình ra cho anh em xem giờ. Một công ty nói sai thì nhiều bạn bắt bẻ ăn thì mệt lắm. Vậy đi cho chắc. Ui. À, từ từ hang còn boss anh em. Hang còn boss làm bán cuối nào đây, trận cuối rồi, không còn cơ hội nữa. Cho boss thể hiện tí chứ. Y quyền. Cho boss thế giới thể hiện tí y quyền mọi người. Còn biết còn đến lượt không? Quan trọng là biết còn đến lượt không thôi anh em. Ha, hang còn đến lượt. Thú vị đấy. Đừng đuổi boss đẹp da nhà tôi. Ê, thôi. Trời không bắt luôn anh em. Đủ tầng rồi này. Đùa thề. Thôi xong. Chơi ngu rồi. Quả này là chơi ngu rồi. Đúng chơi ngu anh em. Quả này bắt ra được rồi. Thôi. Đấy, này chị nghe nhiều bạn comment. Đây. Đấy, thôi bỏ đi anh em nhá. Đây, thời gian đây mọi người. Đó, từ 11 giờ đến 12 giờ, 14 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Từ ngày thứ 1 đến ngày 27 hàng tháng. Anh em phải đánh charm nhá. Đợi hết giờ charm rồi. Video kết thúc đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Chúc anh em xem video về. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha. Tạm biệt. Bye bye.